Cô chào các con. Chúng ta lại được gặp nhau trong tiết tập viết hôm nay. Để bắt đầu bài học, các con hãy chuẩn bị cho cô bản con và vở vui cùng chữ viết. Nếu bạn nào không có vở vui cùng chữ viết thì có thể sử dụng vở trắng. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng khởi động tiết học với một bài hát nhé. Trên tên gì nào? À, bài hát có tên là Xúc Xắc Xúc Xẻ. Vậy trong tên bài hát Xúc Xắc Xúc Xẻ thì chữ cái đầu là chữ gì? À, là chữ hoa sờ. Và đó cũng chính là nội dung của bài học hôm nay. Chữ hoa sờ. Các con hãy quan sát chữ hoa sờ và trả lời xem chữ hoa sờ rộng mấy ô ly, cao mấy ô ly và được viết bởi mấy nét. Đối với cỡ chữ vừa thì chữ hoa sờ rộng 4 ô ly, cao 5 ô ly và được viết bởi một nét. Còn đối với cỡ chữ nhỏ thì chữ hoa sờ rộng 2 ô ly, cao 2 ô ly rưỡi và được viết bởi một nét. Như vậy, các con thấy chữ hoa sờ rất đặc biệt đúng không nào? Dù được viết bởi một nét nhưng lại là sự kết hợp của ba nét cơ bản, đó là nét móc hai đầu trái, nét xiên thẳng lượng hai đầu và nét móc hai đầu phải. Bây giờ các con hãy quan sát cô hướng dẫn cách viết chữ hoa sờ nhé. Đặt bút trên đường kẻ năm, viết nét móc hai đầu trái. Rồi vòng lên, viết tiếp nét xiên thẳng lượng hai đầu, theo chiều từ trái sang phải. Từ dưới lên trên, xiên chéo giữa thân chữ tới đường kẻ 6, thì chuyển hướng đầu bút. Viết tiếp nét móc hai đầu phải, theo chiều từ trên xuống dưới. Cuối nét lượng vào trong, dừng bút ở đường kẻ 2. Chú ý cần viết cho cân đối các phần giống nhau. Bây giờ, cô sẽ viết lại một lần nữa cho các con quan sát.
Các con hãy tập viết chữ hoa sơ vào bảng con đi nào. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con viết từ và câu ứng dụng. Cô có từ Xuyên Mộc. Xuyên Mộc là một huyện ở phía đông bắc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó các con. Các con hãy quan sát từ Xuyên Mộc và cho cô biết độ cao của các con chữ là bao nhiêu, khoảng cách giữa các chữ là như thế nào. Ở từ ứng dụng này có hai cỡ chữ, nên đối với cỡ chữ vừa thì chữ hoa sờ, chữ hoa mờ và chữ y cao 5 mô ly. Còn độ cao của các chữ u, e, n, o, g là 2 ô ly. Khoảng cách giữa các chữ là một con chữ o. Còn đối với cỡ chữ nhỏ thì chữ hoa sờ, chữ hoa mờ và chữ y cao 2 ô ly rưỡi. Các chữ u, e, n, o, g cao 1 ô ly và khoảng cách giữa các chữ là một con chữ o. Bây giờ các con hãy tập viết vào bảng con của mình đi. Tiếp theo cô có câu ứng dụng. Xuôi dòng sông xanh, xuồng ghe tấp nập, xôn xao nhịp chèo, buồm nghiêng sóng biếc. Đây là hình ảnh nói lên ý nghĩa của bốn câu thơ trên. Như các con thấy, trên dòng sông có nhiều xuồng ghe qua lại tấp nập. Không khí có vẻ rất nhộn nhịp đúng không các con? Trong bốn câu thơ trên, các con hãy cho cô biết độ cao của các con chữ là bao nhiêu và khoảng cách giữa các chữ là như thế nào. Vì đây là cỡ chữ nhỏ nên chữ hoa sờ, chữ hoa bờ, chữ g, chữ hờ và cả chữ bờ có độ cao là 2 ô ly rưỡi. Chữ giờ và chữ bờ có độ cao là 2 ô ly. Riêng chữ tờ thì cao 1 ô ly rưỡi. Và các chữ còn lại thì cao 1 ô ly. Khoảng cách giữa các chữ là một con chữ O. Các con lưu ý khi viết các câu thơ này thì khi kết thúc câu cuối cùng các con hãy nhớ viết dấu chấm câu nhé. Vậy là cô vừa hướng dẫn cho các con cách viết chữ hoa sờ và các câu ứng dụng. Các con hãy rèn chữ vào bảng con cho thật đẹp, sau đó viết chữ hoa sờ và các câu ứng dụng vào vở vui cùng chữ viết của mình nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô mong rằng các con sẽ viết chữ đúng và đẹp. Cô chào và hẹn gặp lại các con ở tiết học sau.